Ở lại chơi với anh chút đi. Dạ thôi anh. Giờ này công ty người ta về hết rồi, em cứ yên tâm. Thôi em ngại lắm. Ngại cái gì? Anh thăng chức cho em là em hết ngại chứ gì, đúng không? Thôi. Nè, hai người làm cái gì vậy hả? Dạ anh chào chị. Chào gì mà chào? Ai cho phép mà dám giật bồ tao hả? Ê! Cô làm cái gì vậy? Cào nát mặt ra chứ làm cái gì? Ai cho cô cái quyền đó? Tôi là bạn gái của anh, là người yêu của anh mà không được làm hả? Ai nói cô là bạn gái của tôi? Anh nói gì vậy? Cô bị điếc hả? Cô không phải là bạn gái của tôi. Ngọc mới chính là người yêu của tôi và cũng là trợ lý mới. Cái gì? Trợ lý? Còn tôi thì sao? Thì cô nghỉ việc chứ sao? Anh biết anh nói gì không vậy? Anh ăn nằm với tôi cho đã rồi bây giờ anh nói vậy đó hả? Ủa? Bộ tôi ép cô lên giường với tôi hả? Chính cô muốn lên giường với tôi để cho cô thăng chức còn gì nữa. Nhưng mà tại sao bây giờ lại đuổi tôi? Thì bây giờ tôi với cô không còn lên giường nữa. Cơ bản vậy mà cô không hiểu hả? Cô thấy chưa? Cô có chấp nhận yêu một người mà có thể lên giường tất cả mọi người như anh ta không? Dạ em thấy đâu có gì đâu. Chị chấp nhận được á thì em cũng chấp nhận được thôi, đúng không anh? Được lắm. Đồ đĩ điếm. Đồ đĩ điếm. Cô mới chính là cái đồ đĩ điếm đó. Không phải chính cô đã phản bội bạn thân của cô để lên giường với tôi hay sao? Ngoài lên giường ra, cô còn làm được gì mà đòi làm người yêu của tôi? Cô chẳng có cái năng lực gì hết á. Không phải chính vì Thanh xin cho cô vô làm thì tôi không bao giờ nhận cô đâu. Đến lúc cô nghỉ việc rồi đó. Anh, tôi nghĩ cậu mới là người nghỉ việc đó. Dạ, em chào chủ tịch. Thanh và Ngọc đã nói hết mọi chuyện cho tôi nghe rồi. Cậu ỷ thế cậy quyền, cậu muốn đuổi ai thì đuổi. Dạ, chủ tịch, được tin lời cô Thanh, chắc cô Thanh bị em đuổi việc cho nên vu khống cho em đó chủ tịch. Chẳng lẽ Ngọc vu khống cho cậu hay sao? Em nghĩ chắc có lẽ vậy. Tại vì cô Ngọc mới vô làm, chắc hai người cùng phê phái với nhau. Đường đường là con gái của chủ tịch mà đi vu khống cậu. Con gái chủ tịch? Nó là con gái của tôi đó. Và là bạn thân của Thanh từ nhỏ nữa. Thanh đã kể cho tôi nghe chuyện của anh rồi. Và tôi đã kể cho ba của tôi. Công ty của tôi không chấp nhận cái loại người như cậu. Cậu lạm dụng chức quyền. Cậu muốn ai có việc là có việc. Cậu muốn ai mất việc là mất việc. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sa thải cậu. Dạ chủ tịch. Bắt đầu từ hôm nay, Thanh sẽ là trưởng phòng. Bởi vì năng lực của cô ấy và đạo đức tư cách của cô ấy hơn cậu rất nhiều. Dạ con cảm ơn chú. Còn cô Hà? Dạ. Cô là loại người như vậy thì sẽ có những loại người như cậu Hùng. Ở đây là công ty chứ không phải là động mại dâm. Xét tư cách đạo đức của cô không xứng làm cho công ty của tôi đâu. Nhưng mà nể tình, cô là bạn thân của Thanh cho nên tôi để cho Thanh quyết định. Dạ cảm ơn chú. Nhưng mà dù gì con cũng là trưởng phòng thì làm sao lại có loại bạn thân là người như vậy được. Từ trước đến giờ con chỉ có duy nhất một người bạn thân là Ngọc thôi. Thôi, tôi có việc phải đi. Mọi người giải quyết nhanh chóng nha.